Hạnh được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Kinh tế cuối tuần với những tin tức tổng hợp về kinh tế của tỉnh. Ngay sau đây sẽ là phóng sự giá cả thị trường thực phẩm những ngày nắng nóng. Tháng 5, một số sản phẩm trong lĩnh vực khai thác giảm đáng kể do một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ đã tác động đến chỉ số phát triển của ngành công nghiệp nói chung và ngành công nghiệp khai thác nói riêng. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 268 tỷ đồng. Trong đó, công nghiệp khai thác đạt trên 75 tỷ đồng, công nghiệp chế biến đạt 83 tỷ đồng, sản xuất và phân phối điện nước đạt hơn 105 tỷ đồng, cung cấp nước và hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải trên 4 tỷ đồng. Doanh thu vận tải tháng 5 đạt trên 36,8 tỷ đồng, trong đó vận tải hành khách đạt trên 13,6 tỷ đồng, doanh thu vận tải hàng hóa đạt hơn 23,1 tỷ đồng, khối lượng vận chuyển hành khách ước đạt 169.000 người, khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt 144.000 tấn. Nhờ vậy, doanh thu vận tải 5 tháng đầu năm 2015 đạt trên 173 tỷ đồng, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2014. Tổng doanh thu hoạt động lưu trú ăn uống và du lịch trong tháng 5 đạt trên 70 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu hoạt động lưu trú đạt trên 6,5 tỷ đồng, dịch vụ ăn uống đạt trên 62,1 tỷ đồng, dịch vụ lữ hành trên 2,3 tỷ đồng. Tổng doanh thu hoạt động lưu trú ăn uống và du lịch 5 tháng đầu năm 2015 đạt trên 369,7 tỷ đồng, tăng trên 35,3 tỷ đồng so với tổng doanh thu cùng kỳ năm 2014. Thưa quý vị và các bạn, do thời tiết nắng nóng kéo dài nên nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của người dân cũng có sự thay đổi. Qua đó, những loại thực phẩm như cá, tôm, ngao và các loại rau xanh, hoa quả tươi bán chạy hơn trong những ngày nóng bức. Phản ánh của nhóm phóng viên chuyên mục về thị trường thực phẩm tuần qua. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nhiều bà nội trợ đã chọn mua những loại thực phẩm có tính hàn, giải nhiệt cơ thể như ngao, sò, ốc hến và các loại cá cho bữa ăn của gia đình những ngày nắng nóng. Thị trường thực phẩm và rau xanh, hoa quả vì thế đã bán chạy hơn so với những ngày đầu hè. Phẩm đầu hè thì có hoa quả, có rau cỏ. Thì là mùa này là rất nhiều. Thế rồi thì chúng tôi thì đi chợ thì chúng tôi chọn những các cái hoa quả, cái rau cỏ nó tươi. Mới này về thực phẩm thì nó đảm bảo an toàn thực phẩm. Mùa hè này thì trời nắng thì thường thường là người ta ăn canh nhiều. Có nghĩa là rau đay, mùng tơi, mướp rồi đấy thì họ ăn. Thường là đầu mùa thì là hiếm, thì là ở xuôi lên. Nhưng mà đến giữa mùa thì là... của bà con ở đây là người ta trồng được mang ra bán thì tương đối giá cả là rất là phải chăng là rẻ thôi. Do nắm bắt được nhu cầu của người tiêu dùng, các tiểu thương đã chú ý đến các loại thực phẩm như tôm, cua, cá, ngao, sò để đáp ứng nhu cầu của người mua. Giá các loại thực phẩm này cũng không có nhiều biến động so với những ngày đầu hè. Cụ thể, giá ngao 18.000 đồng một kg, tôm loại to 250.000 đồng một kg. Cá chấm, cá chép dao động khoảng 75.000 đồng một kg, cá rô phi 50.000 đồng một kg. Các loại rau xanh cũng được bán rất chạy như rau muống 3.000 đồng một bó, cà chua 20.000 đồng một kg, rau ngót 3.000 đồng một bó. Các loại trái cây cũng được người tiêu dùng chọn mua nhiều như dưa hấu, xoài, thanh long, vải, chôm chôm, măng cụt và có giá từ 10.000 đồng đến 60.000 đồng tùy từng loại. Nhìn chung, các mặt hàng thực phẩm được tiểu thương cung ứng đa dạng và đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Thực phẩm rau xanh thì ngày hè nóng nực thì thực phẩm mua nhiều hơn. Thì cá, người dân thì phải chọn nhiều mua rau sạch nhiều hơn đấy. Hoa quả thì là bán đầu hè thì dưa hấu mà dưa lê, mùa hè nóng nực thì người ta mua ăn cho nó mát, còn giá cả thị trường nó ổn định, không có gì là đắt cả. Tuy một số mặt hàng bán chạy, nhưng giá cả thị trường thực phẩm vẫn giữ ổn định và chủng loại các mặt hàng hóa rất phong phú để người tiêu dùng lựa chọn. Chuyên mục Kinh tế cuối tuần cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.